muốn coi không, muốn coi không? Ê coi coi nè, ê nè, coi nha, coi nha. Thì ra mê trai đẹp, mê danh vọng. Cà phê đi, uống cà phê đi, uống cà phê đi. Không có, thật ra là con nhỏ bạn nó thích anh Thanh Hà, xong rồi cái nó không có cơ hội chụp thì nó mới nhờ là chụp giùm, xong rồi gửi qua cho nó. Phải không? Nó là chụp lén, mà chụp lén thì làm sao mà đẹp được. Phải vậy không? Thiệt. Ừ, tạm tin á. Ủa, nó cười quá. Tại sao em phải đi giải thích với anh? À thì tại thích gì đó được không? Hay quá. Thôi. Gì vậy? Gì vậy? Gì mà cười như vậy? Bị điên vậy? Lướt lướt cái hú hú cười cười. Thôi, tôi theo dõi mấy cái vụ mà mấy cái group ở trên mạng á. Có gì hay, có gì hay, có gì hay, có gì hay. Mấy con nhỏ nó comment cười cũng sẵn luôn. Fan tì phải không? Ừ. Em có trong group này. Có. Ủa, có hả? Trời ơi, mấy cái group anti nè, nói chung là những cái thành phần á mà nó người ta thích mà thích bình luận á, người ta sẽ đem những cái hình ảnh xấu này rồi nè nè, hôm bữa vụ này nè đó. À luôn. cái vụ gì mà đi làm từ thiện nè. Ủa, cái gì mà đạo lý nè, đúng không? Tôi gọi là anti nữ hoàng đạo lý. Ủa, có cái group này luôn hả? Hả? Nữ hoàng đạo. Sao vô dễ quá ha, vô dễ có group anti quá ha. Có nhiều lắm nha, nữ hoàng đạo lý, nữ hoàng đạo đức, nữ hoàng. Ủa cái gì đạo vậy? Chích nữa. Trời ơi. Có luôn. Có cái vụ gì mà đây nè, có ở bên đây em có cái hội này nè. Đây hội gì ạ? Hội anti bà bán bún mắm thúi lắm quận 5. Thôi ở trong group này. Trời ơi. Ủa, cái bà bán trên đường Châu Văn Liêm á hả? Ủa, tôi với mấy người ăn. Ủa, cái quán ngon mà. Ngon gì, cái quán hay gớm dở nữa rồi hả. Chủ quán thì thấy ghét. Trời ơi, hôm bữa nha hả, anti chửi quá trời rồi, xong hả qua nó quăng mắm tôm bán bún mắm mà. Ủa? Mà hả quăng mắm tôm luôn, xong rồi quán đóng cửa. Ủa, hèn chi hổng gài, không ăn được luôn. Ê, cái quán nó bán ngon nha, bữa hổm nhớ không, tôi với ông đi ăn được giảm 5.000 nữa nhớ không. Trời ơi, 5.000 gì, là tại vì bán dở không ai ăn cho nên mới giảm giá đó. Rồi làm gì vậy nãy? Ủa, cái miệng ác quá. Mắc cười quá. Anti mà mình ghét, mà mình thích nói gì không được. Đã là ghét, đã là không thích á, thì cho dù họ có cái gì tốt đẹp á, mình cũng sẽ nói thành cái lời mình ghét. Trời ơi. Ê. Gì? Mày đi qua đây, qua đây. Gì nữa? Trời, không tin là có cái hội này luôn á. Hội gì? Trời, hội gì mà không có. Nà. Ghét ai á hả, hay là mình ghét bất kỳ cái quán nào, hay bất kỳ một cái gì mình có quyền mình làm nó bằng tiền hơn. Đây. Gì? Hội anti diễn viên Thanh Hà. Ê bà Duyên, cho tôi ly cà phê đi, xong rồi ra đây tôi kể bà nghe, này vui lắm nè. Cà phê sữa nha. Nhanh lên. Duyên. Ủa nãy giờ không có ai vậy ta? Duyên. Ê, tôi về. Ủa, nó nghe là bà bị tôi làm đó. Đánh ghen hả? Sao vậy? Cái gì ghen vậy? À, đánh ghen tôi đâu? Ngồi đây. Cái gì? Cái đầu tóc bà thấy ghê quá vậy. Ôi, cái này bà đi ra đường là người ta tưởng là bà mới bị đánh ghen á. Trời ơi, bà điên quá. Chỉnh. Làm gì có đánh ghen. Chứ đánh sao? Đánh ghen bà, đánh ghen tôi làm gì? Thì bà đi đâu mà sao đầu tóc bà thấy ghê vậy? Trời, đi ra cà phê, nhưng mà tại vì trời, bữa nay đông quá hiểu không? Vừa bán vừa đi giao, còn anh Rộm á, ảnh đâu? Không có thấy mặt ảnh, xong rồi cái không biết đi đâu, bây giờ này chưa có quán một mình tôi. Gan ghê luôn. Nè cô 5, cô 7 cái. Vừa làm vừa giao. Thì bà đừng có giao. Mà quá. Đi vô làm đi nó không biết ơi. Ê, đi. Ê, tôi là người khách nha, khách. Trời, quên luôn á thiệt. Tại đang mệt hiểu không, thấy ngồi á. Nói nghe nè, cho ly cà phê sữa rồi ra tắm cái này vui lắm, nhanh lên. Thôi đợi chứ. Ê, nói nghe nè, tôi chưa có kể chuyện sao bà cười vậy? Không phải, đang đọc mấy cái bình luận ở trong hội anti, tôi mắc cười quá trời, nó để cái hình ra. Trời ơi, hình gì? Ủa, nè, uống gì? Quên, cà phê sữa. Rồi. Đứng im, bà đứng im nha. Gì? Ê, nói nghe nè, bà giống điên á. Cái gì điên? Quay.
Quay gì thôi, bót bót lên. Ê, nó nghe nè, chưa có sữa thôi uống đợi nước ngọt được không? Cái gì cũng được. Rồi rồi nè, uống đợi đợi nè. Ê mà nó nghe nè, bà có gì vui bà đứng bà cười mình bà hoài vậy? Trời ơi, đọc mấy cái bình luận ở trong cái group mà anti á, trời mắc cười quá nè. Mấy cái hình dìm nè, nè cho bà coi nè, mấy cái hình dìm nè nha. Rồi hả, mấy cái bình luận này coi nó lấy hình dìm à. Tôi để kênh mắc cười muốn chết luôn. Tôi không thấy người ta mắc cười, thấy bà mắc cười mà tôi thấy bà rảnh mà khùng nữa. Gì rảnh khùng? Trời ơi, bà cũng phải đặt buôn bán thì lo buôn bán đi. Bà vô mấy cái hội đó làm cái gì, người ta gọi là nhiều chuyện lắm, không có tốt. Trời ơi, không phải. Vô đây nè, cái nhiều chuyện buồn á, mình coi người ta giống như là kiếm mấy mấy đào mới những cái hình ảnh xấu, hiểu không? Mà vui vui thôi đúng không? Không đúng có rồi. Cái gì đúng không? Trời ơi, hả, ngồi đọc quá nè, cả buổi luôn á. Tìm tìm cái group mà cái gì anti bà Chính đi. Gì? À, thích Chính chọn mình ai? Chính Vĩnh Chu hả? Ừ. Ê không 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 không, bậy quá. Chính Vĩnh Chu có đồ anti. Anti cái bà Chính gì mà bán vé số ngoài đầu đường mình á. Ê ơi, nghe nha, bà có biết bà phải nghệ sĩ đâu mà anti. Mà sao tự nhiên anti bà? Ủa, tôi đâu có cần biết là nghệ sĩ không nghệ sĩ. Cứ người nào tôi không ưa là anti hết. Tôi hỏi bà có bực không, mới sáng sớm ra đi làm chưa gì hết trơn á, cái mời vé số. Đi ra mời không nói, đi vô cũng mời. Một ngày tôi đi biết bao nhiêu bận mà biết không. Mời mà mời dai như đĩa. Thấy mà tôi không mua là đeo đeo theo tôi. Nội như vậy là tôi đã thấy tôi bực bội. Tôi biết rồi, nhưng mà quan trọng là bà không phải là nghệ sĩ, làm sao có anti. Ê, cái được nha. Được không? Được. Atifan. Trời ơi, Atisu là bông Atisu nước ép mà chết thì đó. Có giờ nó bị cái vụ đó mà nó buồn quá, nó bồng bột đi tự tử tụi bay.